Sáng 14 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hải Dương, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và bà Phạm Thị Nhung, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương về tội tham ô tài sản. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ án và các cá nhân đơn vị liên quan theo quy định pháp luật. Ngày 14 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Quang Công, 39 tuổi, chủ thầu xây dựng ở thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động do để sập đất đè chết một công nhân. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2023, tại một công trình xây dựng trên đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt, đã xảy ra sập bờ ta luy đè lên ông Ngô Văn Giang, sinh năm 1975, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khiến nạn nhân tử vong. Trong nhóm lao động có ông Giang khi đó đang dọn dẹp khu vực công trường xây dựng móng nhà cho một người dân, bất ngờ bờ ta luy đất cao khoảng 4m, rộng 5m đổ ập xuống. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Lõn, 63 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, vào năm 1994, khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Minh, huyện Xuân Lộc, bị can Lõn biết tập thể Tập đoàn 8 xã Lăng Minh tự góp tiền vàng cá nhân làm quỹ hoạt động của tập đoàn để phát triển kinh tế với tổng số tài sản là 16 chỉ vàng. Lõn yêu cầu tập thể nộp số vàng vào ngân sách của xã để quản lý, sau đó chiếm đoạt để dùng cho mục đích cá nhân. Đến năm 1995, gia đình ông Hát ngụ xã Lăng Minh xin nộp lệ phí để hóa giá đất đang ở với số tiền 5 triệu đồng và 30 chỉ vàng cũng bị Lõn chiếm đoạt. Bị can Lõn còn nhận tiền lệ phí làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 cá nhân và mượn tiền của một số cá nhân khác để chiếm đoạt với tổng trị giá tài sản hơn 25 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, bị can Lõn đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay tên đổi họ, sống bằng nhiều nghề ở nhiều địa phương. Ngày 24 tháng 11 năm 1997, cơ quan an ninh điều tra công an huyện Xuân Lộc ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Lõn về hành vi tham ô tài sản. Đến tháng 2 năm 2023, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và bắt giữ Huỳnh Văn Lõn khi đang lẩn trốn tại khóm Tân Quế Đông, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, sau đó bàn giao cho công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 13 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Quang Quyết, 22 tuổi, trú tỉnh Kon Tum, mức án 29 năm tù và bị cáo Phan Ngọc Đức, 33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, mức án 28 năm tù cùng về các tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, năm 2021, Quyết bị lừa bán sang làm việc cho một công ty ở Campuchia và bị yêu cầu đòi tiền chuộc 90 triệu đồng mới được về. Do không đủ tiền nên Quyết bị yêu cầu dẫn dụ tuyển người mới vào để được trừ nợ. Từ tháng 6 năm 2022, Quyết sử dụng mạng xã hội để kết nối đưa thông tin gian dối về tuyển nhân viên làm việc cho một công ty với mức lương cao từ 18 đến 20 triệu đồng một tháng. Bằng lời hứa việc nhẹ lương cao, Quyết đã lôi kéo được 7 người ở xã Iao, huyện Iatrai, tỉnh Gia Lai tham gia. Sau khi đưa 7 người vào thành phố Hồ Chí Minh, Quyết bàn giao lại cho Phan Ngọc Đức để lấy 130 triệu đồng. Tiếp đó, Đức móc nối với đối tượng khác, đưa các nạn nhân vượt biên sang Campuchia để bán và thu lợi 299 triệu đồng. Sau khi sang Campuchia, các nạn nhân mới biết bị lừa bán và lúc làm việc các nạn nhân thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi. Khi các nạn nhân muốn trở về nhà thì bị các đối tượng yêu cầu gia đình phải chuyển khoản 150 triệu đồng một người để bồi thường hợp đồng lao động. Từ tháng 7 năm 2022, gia đình các nạn nhân đã lần lượt chuyển tiền từ 65 đến 90 triệu đồng một người để các nạn nhân được thả về nước. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với công ty cổ phần đầu tư phát triển Lâm Hà 68 có trụ sở tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà do khai thác khoáng sản trái phép. Cụ thể, trong quá trình san gạt mặt bằng để thực hiện dự án nhà máy gạch không nung và tuy neo Lâm Hà 68 tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, công ty cổ phần đầu tư phát triển Lâm Hà 68 đã chuyển 46,2 mét khối đất sét pha cát cho một công ty khác để làm vật liệu san lấp trái phép.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai đối với công ty cổ phần Thắng Đạt có trụ sở tại phường 8 thành phố Đà Lạt với số tiền 590 triệu đồng, buộc công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 700 triệu đồng do đã chiếm 3.846 mét khối đất ngoài lâm nghiệp do địa phương quản lý, chiếm 1.307 mét khối đất rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đơn Dương quản lý, sử dụng 9.367 mét vuông đất tại thôn Bukaban, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương trong gần 4 năm để khai thác đất sét nhưng không hoàn tất thủ tục thuê đất. Theo cơ quan khí tượng, tối 13 tháng 7, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông Philippines đã có dấu hiệu phát triển thêm. Dự báo trong hôm nay 14 tháng 7 sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đêm 14 tháng 7 hoặc rạng sáng 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào khu vực phía đông vùng Bắc Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh thêm. Theo số liệu hiện tại thì xác suất áp thấp nhiệt đới là 70%, di chuyển lên phía Bắc và vào đất liền Nam Trung Quốc, xác suất 30% di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ. Sau áp thấp nhiệt đới khoảng ngày 20 tháng 7, lại có thêm một áp thấp nhiệt đới khác vào Biển Đông. Chiều 14 và 15 tháng 7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Ngày 13 tháng 7, ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ký thông báo hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Chinh, huyện Thuận Nam và Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Thông báo hủy cho biết lý do thu hồi vì theo nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Mặt khác, để thực hiện các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc đề án ổn định sản xuất đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Thời gian qua, do vướng quy hoạch hai dự án nhà máy điện hạt nhân đã khiến khoảng 400 hộ dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải và khoảng 250 hộ dân thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh bị ảnh hưởng.